Giá tiêu hôm nay 10 tháng 9, neo ở mức giá cao. Giá tiêu hôm nay chững lại theo xu thế chung của thị trường, giao động ở vùng giá 152.000-153.000 đồng 1 kg, khu vực trồng hồ tiêu tại Bà Rịa, Vũng Tàu, Đắk Lắc, đắc nông cao nhất là 153.000 đồng 1 kg. Giá tiêu trong nước Giá hồ tiêu hôm nay ngày 10 tháng 9 năm 2024, tại khu vực Đông Nam Bộ các vùng trọng điểm giao dịch quanh mốc 152.153.000 đồng kg, giá mua cao nhất tại các tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Đắk Lắk, Đắk Nông là 153.000 đồng 1 kg. Theo đó, giá tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 153.000 đồng 1 kg ổn định với ngày hôm qua. Giá tiêu chư Sê, Gia Lai thu mua ở mức 152.000 đồng 1 kg duy trì đi ngang so với ngày hôm qua. Giá tiêu đắt nông hôm nay ở mức 153.000 đồng một kg chững lại so với ngày hôm qua. Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay duy trì đi ngang so với ngày hôm qua. Cụ thể, tại Bình Phước giá tiêu hôm nay ở mức 152.000 đồng một kg. Tại Bà Rịa Vũng Tàu ở mức 153.000 đồng một kg. Như vậy, giá tiêu hôm nay chững lại theo xu thế chung của thị trường giao động ở vùng giá 152.000-153.000 đồng 1 kg, khu vực trồng hồ tiêu tại Bà Rịa, Vũng Tàu, Đắk Lắc, đắt nông cao nhất là 153.000 đồng 1 kg. Giá tiêu thế giới Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế, IPC, kết thúc phiên giao dịch gần nhất. IPC niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia xuống mức đạt 7.542 đô la Mỹ một tấn, giảm 0,48% giá tiêu trắng mung tốc lên mức 9097 đô la Mỹ một tấn, tăng 1,91%. Giá tiêu đen AFTA 570 của Brazil duy trì ở mức 7500 đô la Mỹ một tấn. Giá tiêu đen AFTA của Malaysia ở mức 8800 đô la Mỹ một tấn, giá tiêu trắng AFTA của nước này đạt 10900 đô la Mỹ một tấn. Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ổn định ở mức 6.600 đô la Mỹ một tấn với loại 500 g 1 l loại 550 D1L ở mức 7.000 đô la Mỹ một tấn, giá tiêu trắng ở mức 9.300 đô la Mỹ một tấn. Cộng đồng hồ tiêu quốc tế nhận định, thị trường tuần đầu tháng 9 tiếp tục cho thấy phản ứng trái chiều. Cụ thể, tại khu vực Nam Á, giá tiêu nội địa và xuất khẩu của Ấn Độ ổn định kể từ tuần trước. Còn giá tiêu nội địa Sri Lanka ghi nhận tăng trong tuần qua. Ở Đông Nam Á, sau hai tuần ghi nhận tăng, giá tiêu giao dịch nội địa và quốc tế của indonesia ổn định trong tuần trước trong bối cảnh ghi nhận thêm nhiều hàng tồn kho trên thị trường sau khi một số vùng sản xuất chính đã hoàn thành vụ thu hoạch giá tiêu nội địa malaysia tiếp tục giảm trong hai tuần qua sau khi ổn định trong bốn tuần liên tiếp giá xuất khẩu của quốc gia này ghi nhận tăng trong tuần trước giá tiêu đen brazil tiếp tục tăng trong ba tuần qua trong khi Giá tiêu đen Campuchia và tiêu trắng Trung Quốc ổn định và không thay đổi. Còn giá tiêu nội địa và xuất khẩu của Việt Nam đều tăng trong tuần đầu tháng 9 năm 2024.